vấn đề diễn dương, tinh thần đấu tranh cho dân sinh nhân quyền của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Với tâm nguyện, nếu hôm nay mình không tranh đấu, thì tương lai con cháu và đất nước sẽ ra sao? Ông Lê Đình Lượng đã lên tiếng chống bất công, giúp đỡ cho người nghèo, đòi công bằng cho nạn nhân Formosa. Chính vì vậy mà ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 20 năm tù giam. Bất khuất trước sự khủng bố của chế độ độc tài, ngay tại tòa án, ông Lê Đình Lượng đã bình thản và từ tốn nói rằng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do, dân chủ." Ban giám khảo của Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021 với chủ đề Nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch bao gồm bà Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ, nhà hoạt động dân chủ; bà Li Bi Liu, chủ tịch tổ chức Whistleblower Aid; bà Nancy Bùi, nhà báo, nhà làm phim tài liệu; ông Alan Weiner, giáo sư luật Đại học Stanford; ông Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động dân chủ, cựu tù nhân lương tâm. Tên của cá nhân hay tổ chức được chọn sẽ được công bố vào thời điểm ngày 10 tháng 12, đánh dấu ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời và cũng là ngày sinh nhật của nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Buổi lễ trao giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021 với chủ đề Nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 tại Houston, Hoa Kỳ. Đảng Việt Tân mong mỏi Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng sẽ là một nỗ lực đóng góp cụ thể vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do của dân tộc Việt Nam.